Vì đá kim cang không thể ở chung trong một thân tạp loài, ở chỗ Như Lai gieo trước cát lành cũng lại như thế và xuyên lục. Tất cả thân hiếu vì có hệ phiền não, đến nơi trí huệ vô vi rốt ráo. Tại sao vậy? Vì trước cát lành đó không thể ở chung với các hạnh hiếu vi phiền não. Phật tử giả sử cỏ khô cho đống bằng núi Tu Di, nếu ném vào trong đó một chút lửa nhỏ thì sẽ bị cháy sạch. Tại sao? Vì lửa hay thiêu cháy. Ở chỗ Như Lai gieo xuống chút cát lành cũng lại như thế, sẽ thiêu sạch tất cả phiền não rốt ráo đã được vô di niết bàn. Tại sao? Vì chút cát lành đó tánh rốt ráo vậy. Các vị Phật tử giả sử cỏ khô chất đống bằng núi Tu Di, nếu ném vào trong đó một chút lửa nhỏ thì sẽ bị cháy sạch. Tại sao vậy? Vì lửa hay thiêu cháy tất cả sự vật ở chỗ Như Lai. Tuy gieo xuống chút cát lành cũng lại như thế, sẽ thiêu sạch tất cả phiền não rốt ráo đã được vô di niết bàn. Tại sao vậy? Vì chút cát lành đó tánh rốt ráo vậy. Phật tử ví như núi tuyết có cây dược vương tên là Thiện Kiến. Nếu ai thấy được thì mắt sẽ được thanh tịnh, nếu ai nghe được thì tai sẽ được thanh tịnh, nếu ai ngửi được thì mũi sẽ được thanh tịnh, nếu ai nếm được thì lưỡi sẽ được thanh tịnh, nếu ai xúc chạm được thì thân sẽ được thanh tịnh. Nếu có chúng sinh lấy được đất đó thì cũng được lợi ích tiêu trừ được các bệnh. Cả vị Phật tử vì khi trên núi tuyết có cây dược vương tên là Thiện Kiến, nếu ai thấy được cây dược vương đó thì mắt sẽ được thanh tịnh, nếu ai nghe được tên cây dược vương đó thì tai sẽ được thanh tịnh, nếu ai ngửi được mùi vị của cây dược vương đó thì mũi sẽ được thanh tịnh, nếu ai